thân thiện. Rồi bây giờ mày xuống nha, thẳng chân, cầm dây thẳng chân. 1, 2, 3. Đúng rồi, cảm ơn rất nhiều. Nhị ơi, nhị. Lên nè. Rồi xuống qua bên trái chị, xuống bên trái đúng rồi, xuống bên nữa, qua nữa. Rồi, thẳng người lên, nhìn vô không khí nhìn lên lên. Và hãy vẫy tay thẳng giải nào. Rồi, bây giờ thẳng chân xuống nha. 1, 2, 3. Mua 2 khúc mía rồi. Rồi thẳng chân nghe xuống. Chưa mua mà đúng không bố? Mua 2 khúc mía để anh quay coi coi. Rồi rất chính xác. Và đừng quên tẩy sạch giả nè. Quay ta lớn và quay là thủ môn hiển tài ba. Hãy cùng xem trong cuộc đối đầu trong cơ sức này. Bên nào sẽ giành được thắng trong năm lượt xuống? Tiền đạo ta lớn hay thủ môn ta ba? Xuống đi, đúng rồi. Em cho mời anh hướng. Xuống. Không nào. Anh coi nè, anh coi nè. Đó hơn. Nó đông nhỏ lắm nhà. Anh ăn hướng. Chú Kiên kìa. Một xuống cái gì? Nhà tới bến rồi. Đi xuống. Cái tiền té nha. Được xếp cuối cùng. Có bạn nhà Khang với lại Trâm An nè. Nè nè nè, cho Tăng nè, Tăng nè. Khang. Xuống dưới. À. Khang. Mở tay đâu thế nào? Và tạm biệt bạn coi ta lớn đến từ. Từ từ cho phân. Các bạn đã mở chia tay cùng so tài giữa tiền đạo quay ta lớn và thủ môn hiển tài ba. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cùng chia tay và gặp gỡ những người bạn rồi đi. Đó chính là